Vậy là cộng nào cũng đẹp đấy, chỗ cộng nào? Cộng nào xấu nhất nhiều? Rồi từ từ nha, không có vội nhiều. Nè nè, để ý cái hướng máy quay ra này làm sao cho rõ nhất á. Nhô cái chiều. Ờ, vậy đó. Đó, đúng rồi. Dễ đụng quá. Được từ nha. Ở vị trí này hơi thiếu sáng chút nhưng mà nó khác cái kia rồi. Thế được gấp luôn. Trời ơi. Vô đây nè. Ủa anh nhìn ở trong máy nè. Ừ. Như đám rừng vậy. 1 phút rồi đó. Nhanh không? Giờ là nhổ mấy chục cộng nữa mấy á. Không, đôi chân qua. Đó. Đem cộng tính tiền. Mới tìm nhổ lông nè, 1 cộng 1 ngàn. Uh-huh. Mình thối là cho khách. Trả cho khách đúng không? Ừ. Thấy được không? Làm anh vậy được không? Tôi đã. Không, mà nếu trường hợp mà được đề xuất nha, chứ không có đề xuất là trả được ạ. Đề xuất lên thì gọi là đủ chi phí, làm vậy được. Móc đủ từ cà phê tôi trốn luôn. Cục nách làm sao thì chỗ có người thì nhớ mà tặng nách nó là rộng chứ đâu có xài sở gì lắm đó. Hai có còi hay còn khách nữa. Giờ đôi chân này gác lên đi, gác ngược chân này á. Gác không thể được mà chứ. Hai thằng này nó úp nội dung gì mà thấy biến thái quá à. Gì biến thái cho em mày ngồi nghe quá. Hơi biến chứ. Được nữa không? Chưa, còn mấy chục giây nữa. Dài đó, dài mà đen, vô. Từ nha, để zoom lại đây. Đôi chân 2 cộng nữa đủ. Yeah.